Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha anh em. Hôm nay mình về được chục cây thôi nha anh em, chục cây NFSE. À, màu trắng, màu đen này, đen xám nha. Đen xám ha, với lại màu gold. Xám màu gold. Thì NFSE đường này về là anh em tầm 98 nha. 32GB nha anh em, tất cả đồng 32GB hết. Máy quốc tế đẹp thì tầm 97, 98 trở lên. Nói cho nó dễ chịu chứ thực sự là tầm 99 luôn anh em. Tay này cứ coi kỹ ha. 97, 98 nói chung là chỉnh cho chắc chắn đi, tầm đấy đi trở lên đi, máy ok. 32GB quốc tế nha anh em, 32GB quốc tế 5SE ha. Anh em xài iPhone 5 5S thì đủ biết rồi, cái dòng 5SE này mình bán rất nhiều trong kênh của mình. Đó. Máy quốc tế, toàn bộ pin là từ 80 trở lên nha, 80-85 trở lên, 84 đa số là dòng đấy. Như con này nhiêu, con này 80 nè anh em, ha. Ba mươi hai ghi tất cả, máy full vân tay vân chân này đủ ha. Chức năng wifi, pin, vân tay, quốc tế, bỏ sim là xài nha anh em, ba quốc tế trọn đời nha. Mấy dòng này là quốc tế hết ha. Ria, Nhật, Mỹ, nói chung là hai dòng Nhật Mỹ. Đây một bạc này nè. Máy đặc biệt là nguyên zin nha, đặc biệt nguyên zin ha. Đây màu rút gold, màu hồng. Ba mươi hai, nói chung coi nào cũng tương tự hết anh em, giống nhau hết ha. Tầm 97, 98 trở lên, không có con nào xấu đâu. Pin từ 80, pin trên hết còn ok hết. Đầu gold này nè, 5SE nha anh em. Kính đẹp ha, kính đẹp, vỏ rất là đẹp. SE. Rồi con này thì giá ra đi cho anh em là 1950 nha, 1950 32GB, máy quốc tế nha, bỏ xin như là xài, anh em khỏi lên tay nha, cho anh em reset thoải mái, dòng 2 ok nha, máy full vân tay, máy ngoại hình rất là ok, xài thay nói dung nói dạng máy phụ thôi nè, giờ anh em xài thay máy phụ thôi ha. Rồi, rất là chuẩn nha, xài sướng luôn. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Chào anh em.